Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 72 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 330 Mục tiêu kế tiếp Được rồi, lấy hộp ra đi Xem cái thằng xui xẻo kế tiếp là ai Trác Phàm điên cuồng nói Lão tử đã không kịp chờ đợi rồi Muốn chơi cái dòng tiếp theo rồi Giờ khắc này ma tính trong Trác Phàm triệt để hiện ra mọi người đã phát lạnh trong lòng. Ngay từ đầu, bọn họ nghĩ Trác Phàm sẽ vì đại cục, buông tha bốn người. Nhưng mà hiện giờ xem ra, bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Trác Phàm chỉ muốn bạo ngược giết chết bọn họ thôi. Cựu hận trong lòng của Trác Phàm đã để cho hắn hoàn toàn biến đến điên cuồng lên, thủ đoạn càng làm cho người ta giận sôi, để cho tất cả người chứng kiến phải rung mình. Đoán chừng nếu ba người còn lại biết Lâm Toàn Phong đã bị hành hạ đến chết đại khái không chờ trác phàm tìm tới bọn họ bọn họ sẽ lập tức tự tử, tử rồi bất đắc dĩ lắc đầu mọi người bất giác thở dài ngự hạ thất gia cũng tốt đế dương môn cũng được đắc tội với tên ma quỷ trác phàm quả thật là sai lầm nhất đời người nghiêm phục cung kính bưng cái hộp đến trước mặt của trác phàm trác phàm cười nhạt một tiếng dương tay vào chỉ chốc lát sau liền lấy ra một khối mọc giảng ngắm nghía con số phía trên Trác Phàm bất giác lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trong mắt một đạo sát ý trần trụi lóe qua. Không sai, chính là cái thằng súc sinh sát hại tiết ngân hương số 2 U Vũ Sơn. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh mang, Trác Phàm dung tay lên bầu trời. Một đạo quả quang dạch lên mây, nổ tung lên, bắn ra hai tia lửa lộng lẫy. Hoàng phủ Thanh Thiên cùng với Nghiêm Bán Quỷ bất giác giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thấy là hai tia lửa liền thở dài một hơi quá tốt may mắn không phải là mình nhưng mà bọn họ vẫn mình chỉ là tạm thời an ổn thôi rất rõ ràng trác phàm thả ra tín hiệu thứ hai đã nói rõ lâm toàn phong đã quy tiên mục tiêu kế tiếp là số hai u vũ sơn bọn họ không biết tiểu tử này có thể chống đỡ được bao lâu có điều hắn mà chết nguy hiểm sẽ rơi xuống đầu của hai người cho nên bọn họ chẳng những không có dám buông lỏng mà càng căng thẳng hoảng sợ hơn bởi vì ma trảo của trác phàm đang từng bước tới gần bọn họ giống như trác phàm đã nói chết không đáng sợ thời khắc chờ đợi tử vong mới đáng sợ nhất giờ khắc này cũng là thời khắc hồi hợp nhất của hai người riêng là hoàng phủ thanh thiên từ nhỏ đến lớn luôn luôn du địch còn chưa có lúc nào giống như lúc này bị dọa đến rung như cây sấy thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng động hơi lớn một chút cũng có thể làm cho hắn tưởng rằng trác phàm thả ra tín hiệu dọa đến không ngừng run rẩy đột nhiên đối diện với thực tế đó hắn dạng phần tức giận mình là dương giả thiên mệnh sở quy há có thể khiếp đảm như thế thế nhưng hắn không có ngăn nổi trái tim lung lay sắp đổ của mình trò chơi tử vong này triệt để làm cho hắn sợ mất mật quy nghiêm dương giả đã mất hết mà tại lúc nơi khác U Vũ Sơn vừa mới tìm tới Hai kim sắc tinh thạch Còn chưa có kịp reo hò Thì hai quả diễm rực rỡ Nổ tung trên bầu trời Dọa cho hắn xanh mặt U Vũ Sơn như chết lặng Cảm thấy toàn bộ thiên địa Đều đã chuyển động sập ngất đi Trong lòng càng mắng to Cái thằng Lâm Toàn Phong này Ngày bình thường không phải là chạy nhanh nhất sao Làm sao mà nhanh như vậy Đã bị trác phàm tìm tới rồi Còn bị xử lý nữa Người nếu trì quản thêm mấy ngày Anh em của mày không phải là được cứu rồi sao Phế vật Đúng là phế vật Lúc còn sống là phế vật Sau khi mà chết vẫn là phế vật Chẳng có tác dụng gì Nhưng mà việc cấp bách vẫn là mau chóng thoát khỏi chỗ này May mắn Nơi này cách kim hình trận môn không xa Lấy tốc độ của hắn Đại khái nửa ngày có thể đến Nghĩ tới đây U Vũ Sơn không nói hai lời Lập tức nhấc chân lên chạy có lẽ Trác Phàm vừa mới xử lý Lâm Toàn Phong xong, không có bắt kịp được hắn, hắn còn có thời gian. Kết quả, U Vũ Sơn gió phi nước đại, cả đoạn đường không có thấy Trác Phàm xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm an lòng. Xem ra hắn suy đoán đúng rồi. Thế nhưng, ngay khi mà hắn xông ra khỏi rừng rậm, kim hình trận môn lóe ra sáng màu vàng gần ngay trước mắt. Nữ thần thắng lợi đang dãy chào với hắn thì hắn không khỏi co rụt mắt lại, thân thể ngăn không được lạnh rung, nhất thờ dừng bước. Bởi vì nơi đó, cái thứ chờ hắn không chỉ là đại môn hy vọng, mà còn có hai bóng người quen thuộc. Phản đồ nghiêm phục, ác ma trát phàm. Trước trấn quốc thạch, chúng nhân thở dài, lắc đầu liên tục. Còn lợn này, người ta sớm tới chỗ này chờ ngươi, ngươi cứ thế mà thật dám xông ra, đúng là tự chui đầu vào lưới. Trát phàm ngửa đầu nhìn trời, sau đó mới nhìn U Dạng Sơn cười nhạt nói, mãi mới đến sao, lão tử chờ ngươi nửa canh giờ rồi. Các ngươi, làm sao mà xuất hiện chỗ này, làm sao biết ta muốn tới cái chỗ này chứ, còn chờ ta nữa. U Vũ Sơn cả kinh không biết làm sao, trong lòng mười ngàn con ngựa đang phi nước đại, muốn suy nghĩ thông suốt. Hắn thật sự không có nghĩ ra, trác phàm có thuộc, không cần phải đoán cũng biết sao vì sao mà hắn vừa mới giải quyết Lâm Toàn Phong liền có thể đuổi kịp hắn. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nhưng Trác Phàm không giải tỏa nghi vấn cho hắn, chỉ cười lạnh, chậm rãi đi đến. U Vũ Sơn, kẻ trực tiếp ra tay giết chết Ngân Nhi, ngươi cảm thấy ta nên cho ngươi chết thế nào mới phải đây? Ần ừ ực một tiếng, nuốt một ngậm nước bọt, Trác Phàm từng bước tiến lên, bị dọa cho đến hai chân như nhũng ra, ngăn không có được lui về phía sau, lão đã một cái nhất thời té ngã trên đất sau đó mới vội vàng quỳ sát trước mặt của hắn khóc ròng ròng cầu xin tha thứ đại ca người người tha ta đi ta chỉ là một thằng bán mạng thôi mà chuyện đối phó với cô nương kia lãnh vô thường chủ mưu hoàng phủ thanh thiên làm chủ ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi thôi đi cái gì mà lục long nhất phượng sống chết trước mắt còn không phải là sợ hãi như một tên tiểu nhân sao nghiêm phục thấy thế khinh thường biểu môi phì cười ra tiếng trong lòng bỗng nhiên hiện lên khoái cảm trước đó chưa từng có theo trác phàm lăn lộn ngay cả lòng nhất phượng trong mắt của hắn từng là cao cao tại thượng đều có thể bị khinh bỉ thật sự quá thoải mái mà mọi người trước trấn quốc thạch nhìn cái bộ dáng u vũ sơn cũng đều lộ vẻ khinh bỉ rõ trên mặt u vũ sơn tức đến phát rung dù sao cũng là một trong lục long đại biểu chính là mặt mũi của toàn bộ U Minh Cốc. Bây giờ hắn lại thế này, khiến cho U Minh Cốc mất hết tôn nghiêm, chẳng còn là cái thá gì. Ngự hạ thất gia, trong mắt của các đại gia tộc thiên vũ, luôn là cao cao tại thượng, uy nghiêm không có cho xem thường. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt của mọi người nhìn bảy nhà, không còn tôn sùng như trước nữa. Cái gọi là tinh anh đệ tử bảy nhà, cũng chỉ là phàm nhân. Gặp phải cường giả, cũng sẽ sợ chết, gia tộc phổ thông như là chúng ta còn thường xuyên sinh ra mấy cái nhân vật anh hùng hung hãn không sợ chết đây so sánh ra chúng ta còn lẫm liệt hơn cái gọi là ngự hạ thất gia các ngươi phương thu bạch đọc cô chiến thiên liếc nhìn nhau đều là gật đầu trong mắt đầy ý cười dưới cái nhìn của bọn họ trác phàm đã kích đối với bảy nhà quả thật như là quỷ thiên diệt địa chí ít sau cái trận chiến này gia tộc nguyện ý khăn khăn một mực đi theo bảy nhà sẽ càng ngày càng ít. Quy vọng của bảy nhà từng bước tiêu giảm là việc mà hoàng đế luôn muốn làm đồng thời cũng luôn tìm cách làm. Thế nhưng dạng dạng không có nghĩ đến trác phàm vừa ra tay quy vọng của bảy nhà gần như bay sạch. Nếu hoàng đế biết cái chuyện này nhất định cao hứng cười to ba ngày không ngừng. Long hành dân cùng chỉ tạ thiên thương liếc nhìn nhau lại điều thở dài một hơi lòng thấy may mắn may mắn là bọn họ chơi với trác phàm nếu không họ sẽ là những u vũ sơn thứ hai những lâm toàn phong thứ hai mất mạng là chuyện nhỏ mặt mũi gia tộc mới là chuyện lớn mà dường trác phàm quả không phải là dễ triều. liên minh với hắn thật sự quá là có con mắt nhìn vừa nghĩ tới đây long hành dân không khỏi sùng kính liếc nhìn long vật phi lão cha đúng là lão cha thế mà sớm đã phát hiện khối ngọc thô này, thật sự là có con mắt tinh đời. Long giật phi cũng chú ý tới con mắt dị dạng của nhi tử, bất giác ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, như muốn nói, hành dân, người thấy không, đây chính là tư chất gia chủ nên có, bá nhạc chi nhãn. Một bên khác, trác phàm phóng ra sát ý trần trụi. Như vậy, ngươi đoạt tinh phách của ngưng nhi cũng là bọn họ sai sử sao? Cái, cái này U Vũ Sơn bất giác giật mình, đầu đầy mồ hôi, một lần nữa dập đầu xin tha thứ. Bọn họ nói muốn để cho cô nương kia bị chết thề thảm, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Ngài, à đúng, tinh phách cô nương kia ta còn bảo lưu, bây giờ ta dâng lên cho ngài, xin ngài tha thứ cho ta một mạng đi. Nói rồi, U Vũ Sơn dỗ dàng, từ trong giới chỉ xuất ra một cái đỉnh lớn, chừng bàn tay, bi ai dâng lên. Trác Phàm chậm rãi tiếp nhận, mở ra xem, trong đó là một luồng tinh phách thuần khiết màu quỳnh quang. Cảm thụ khí tức quen thuộc, hai tay của Trác Phàm bất giác run run trong lòng đau xót. Đây chính là tinh phách của Ngưng Nhi, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, phẫn nộ trong lòng của hắn như núi lửa bạo phát ra, giận dữ hét lên. U Vũ Sơn, ngươi đã đoạt tinh phách, vậy ngươi cũng phải biết chứ, tinh phách ly thể bao lâu thì hoàn toàn vô dụng, mười, mười hai canh giờ. U Vũ Sơn giật mình rung giọng đáp. Trác Phàm trừng to con mắt chửi ầm lên. Ngươi đã biết vô dụng, đưa cái thứ này cho lão tử làm gì? Lão tử thật là muốn đập ngươi chết luôn. Trác Phàm dung tay lên chuẩn bị đập xuống. U Vũ Sơn bị dọa ôm chặt lấy đầu. Nhưng mà đợi đến một lúc không có thấy gì, thì ra Trác Phàm đã tỉnh người mà ngừng tay. Dù nói thế nào, đây cũng là di vật của Ngân Nhi, hắn sao có thể nhẫn tâm để tinh phách thuần khiết bị thứ máu cặn bã làm bẩn trác phàm thu lô đỉnh kia vào giới chỉ cười là nói ngươi cảm thấy tinh phách ly thể là thống khổ nhất sao đó là bởi vì ngươi còn chưa có thấy thủ đoạn của lão tử đó chương 331 thôn phệ hầu như không còn ngươi thủ đoạn của ngươi u vũ sơn giật mình sợ hãi Trác Phàm từ suốt đạo đến nay chỉ lấy âm hiểm giả quyệt mà xưng. Sự tàn khốc cùng với tàn nhẫn nổi danh trên đời. Thủ đoạn của hắn chỉ nghe đến mấy chữ này U Vũ Sơn đã bị dọa cho đến sợ dở mật. Đột nhiên U Vũ Sơn không thể động bịch một tiếng ngã xuống đất. Trác Phàm chậm rãi đến trước người của hắn trong tay lóe lên ánh sáng xuất ra một cái hồ lô cười tà. U Vũ Sơn có phải ngươi vẫn luôn cảm thấy rất là kỳ quái hay không? tất cả hành động của mình đều đã bị ta khống chế ngay cả vị trí của ngươi ta đều nhất thanh nhị sở u vũ sơn mê man trong lòng lo sợ không có nói gì chỉ run như cây sấy nhìn trác phàm không biết hắn muốn làm cái gì ta không sợ công khai bí mật này thực các ngươi không phải là trúng độc mà chính là thể nội bị ta ký sinh một đám ma vật những cái thứ ma vật này tâm linh tương thông với ta cho nên không quản các ngươi chạy đến đâu muốn đi nơi nào ta đều có thể cảm giác được Trác phàm mở hồ lô kia ra từng con quyết sắc tầm liền leo ra u vũ sơn co rụt mắt lại trong lòng kinh hãi hắn là ma đạo tu giả tự nhiên biết ma vật là cái thứ gì thế nhưng dù vậy hắn chưa nghe nói về ma vật đáng sợ như thế là có thể khống chế thần chiếu cảnh mà lại từ đầu tới cuối trác phàm đều biết bọn họ đang ở đâu cái gọi là trò chơi đào vong này vừa mới bắt đầu đã quyết định kết cục trác phàm giống như một vị thần quan sát của bọn họ nắm trong tay hết thảy bọn họ chỉ là chúng sinh trong tay của hắn thôi ai có thể trốn thoát được vừa nghĩ tới đây u vũ sơn cười khổ thua thiệt bọn họ còn đầy hy vọng đi tìm chìa khóa muốn tìm được một đường sinh cơ nguyên lai like ngay từ đầu kết quả đã là một Bọn họ tất thua rồi. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, Trác Phàm cười nói: "Ngươi không cần bi quan như vậy, thật ra các ngươi còn có phần thắng. Ta chưa chắc đi dụ dỗ dã bắt tất cả các ngươi, chỉ cần có người bồi ta chơi tận hứng, khiến ta lưu luyến quên về. Người khác tất nhiên có đầy đủ thời gian tìm tới chìa khóa rồi chạy trốn." "Ngươi, ngươi là có ý gì?" Trong lòng bất giác rung lên, U Vũ Sơn quảng hốt cảm thấy có điều bất an. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha. trong hai con người lóe qua một vẻ tàn nhẫn lạnh lùng nói: "Ý của lão tử rất rõ ràng, bây giờ lão tử chuẩn bị chờ với người." Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên đảo ngược hồ lô, quyết tâm liên mãnh liệt xông ra, rơi hết trên thân của U Vũ Sơn, dọa cho hắn sắc mặt trắng bệch, muốn chạy cũng không có chạy được, đành phải hét to: "Trác Phàm, Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì? Ngươi chưa có rõ sao. Để ngươi thể nghiệm một chút, kiểu chết càng khống khổ hơn tinh phách ly thể. Trác phàm giữ tận quát. Ngay lập tức, một tiếng kêu rên rung chuyển nội tâm, gian vọng bên tai của tất cả mọi người. Những con quyết tâm không ngừng nhúc nhích, có tới hàng ngàn con, vừa đến trên thân của U Vũ Sơn, liền xông hết vào trong nội thể, mở cái miệng nhỏ sắc nhọn, cắn phập xuống toàn thân của U Vũ Sơn bắt đầu nổi lên một tầng máu. Khuôn mặt của hắn cũng đã đau đến nổi, nổi hết gân xanh, toàn thân run rẩy muốn cắn lưỡi tự tử. Cũng đã bị quyết tâm khống chế thân thể, miệng không có thể cắn xuống. Trác Phàm nhìn chầm chầm hắn, sắc mặt lạnh nhạt, yên tĩnh giải thích. Ngàn con quyết tâm này bình thường đều được ta cho ăn tinh quyết, nhưng mà chút máu của ta nào có thể để cho chúng nó ăn no cho nên là bọn chúng thường xuyên làm thịt nhau, tính tình cũng chậm chậm biến thành hung tàn lên. Bây giờ tốt rồi, có thân thể đầy đủ như thế này, bọn chúng có thể ăn thật no nê. Còn nữa, miệng chúng tuy nhỏ nhưng mà rất sắc bén, mà lại rất thích cắn xé thần kinh với não. Cho nên mấy ngày này, ngươi sẽ ngày càng đau nhất, thống khổ như vậy, đại khái hơn rút tinh phách gấp trăm lần. À, phải rồi, có một điều tốt, bọn chúng ăn rất chậm nha, mà lại thích ăn vật sống nữa, bởi vậy chúng sẽ vừa ăn vừa giúp ngươi cầm máu. Ngươi không có thể nhanh như vậy mà chết đâu, có thể thật tốt hưởng thụ một phen đi. Ngươi giết, gi giết ta đi! U Vũ Sơn cắn chặt hàm răng giống như giả thú đang bị ngược đãi gào rú lên tiếng. Thế nhưng Trác Phàm khinh thường biểu môi cười nói, Ngươi sai rồi, bây giờ ngươi chịu đựng thống khổ đều là tranh thủ thời gian cho đại công tử nhà của ngươi. Hắn không phải là chủ tử của ngươi, ngươi không phải rất nghe lệnh của hắn sao? Điểm ấy hy sinh tính là cái gì? Còn mẹ nó, chủ tử, ngươi nhanh giết ta đi, đi tìm bọn họ mà tính sổ đi. U Vũ Sơn đau đến hai con mắt lồi ra, gào rú lên tiếng. Trác phàm bất giác, trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên một đạo lạnh mang. Bây giờ không nhận hắn là chủ tử, vì sao khi đó ngươi nghe lệnh của hắn để cho ngừng Nhi chết thê thảm như vậy. Tự mình làm chuyện sai lại muốn cho người khác gánh chịu hậu quả. Chịu đựng thật tốt đi. Trác Phàm cười lạnh, không có nhìn hắn nữa, bình thản ngồi ngay tại chỗ tu luyện. Trong tay chỉ có không ngừng quanh quẩn, tiếng gào thét như giết heo. Nghiêm phục, rung động không thôi, lưng đã sớm bị đổ mồ hôi lạnh, làm cho ướt nhẹp. Nhìn trộm Trác Phàm trong kêu gào tiếng thảm thiết, vậy mà còn có thể có sắc mặt lạnh nhạt tu luyện kính sợ trong lòng càng sâu vị trác quản gia này báo thù thật là không tầm thường coi như là bảy thế gia trước kia kiêu căng ương bướng đến đâu chưa từng có một người dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối với bọn họ trước trấn quốc thạch mọi người nhìn hình ảnh bên trong trong tai nghe tiếng gào khóc cũng hồi hộp một trận cho dù là ba đời tiết gia chí thiết tiết ngân hương biết là trác phàm vì ngưng nhi báo thù thế nhưng thủ đoạn tàn khốc kia khiến cho bọn họ run như cày sấy không đành lòng mà nhìn thẳng giờ khắc này bọn họ ngược lại cảm thấy cái tên hung thủ giết ngưng nhi càng đáng thương hơn rất nhiều lúc này trác phàm trong mắt của mọi người chỉ có một loại hình tượng mà dương không được chọc thời gian từng giây từng phút trôi qua tiếng gào thét chưa bao giờ ngừng sau một ngày U Vũ Sơn chính là còn một tấm da người. Bên trong đã bị quyết tầm, gặm hầu như không có còn gì. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt hắn biến dạng, quả thật trông như một bộ thây khô, toàn thân đỏ bừng, lại không có một chút giọt máu nào chảy ra. Ngày thứ hai, toàn thân gân mạch của U Vũ Sơn đều đã bị gặm ăn hoàn toàn. Chỉ còn lại từng bãi từng bãi thịt mỡ chất đóng trên mặt đất, không có gân mạch liên kết, chúng nháo nhào như thịt bị xẻ ra nhưng mà U Vũ Sơn vẫn còn khang khang cuốn họng kêu gào. Ngày thứ ba, bắp thịt toàn thân của U Vũ Sơn đã bị ăn sạch. Mà hắn tuy mở to miệng muốn gọi, nhưng mà cổ họng rách từ lâu, chỉ miệng mở, không phát ra âm thanh. Ngày thứ tư, ngàn con quyết tầm bắt đầu gặm ăn xương tủy của U Vũ Sơn. Đến tận ngày thứ chín, toàn thân của U Vũ Sơn đã bị gặm ăn gần như không còn chút gì. Nhưng không biết vô tình hay là cố ý, những quyết tâm vậy mà lưu lại vài bộ phận có thể duy trì sinh mệnh của hắn còn giữ lại cái đầu để cho hắn tận mắt nhìn thấy bộ dáng như bùn nhão của hắn bộ phận thân trần trụi không có xương cốt không có bắp thịt thậm chí đã căn bản không thành hình người nghiêm phục kinh hãi từ ngày thứ ba trở đi hắn đã không dám nhìn tràn diện buồn nôn này quả thật đáng sợ trước trấn quốc thạch mọi người đều bị hình ảnh tàn khốc dọa cho đến nghiêng đầu đi khó có thể tiếp tục nhìn thêm. Hai mắt của U Vũ Sơn dần dần ẩm ướt. Muốn cầu khẩn Trác Phàm giết hắn đi, nhưng mà rốt cuộc không nói được một câu. Bởi vì cuốn họng của hắn, xương cổ của hắn, đầu lưỡi của hắn, những cái thứ này không có quan hệ gì với nhau nữa, đều đã nằm trong bụng của quyết tầm. Hắn lúc này chỉ thấy có mạch máu cùng với một ít cơ quan nội tạng mới có thể miễn cưỡng chứng minh hắn còn sống. Nhưng mà sống kiểu này càng thống khổ hơn so với cái chết dạng lần. Trác Phàm chậm rãi mở mắt ra, thấy ánh mắt khẩn cầu, đạm mạc lên tiếng. Muốn chết có phải không? U Vũ Sơn cố gắng đạo mắt, bởi vì mí mắt cũng đã bị quyết tâm gặm ăn hết rồi, cho nên hắn rất khó tỏ ra suy nghĩ trong lòng. Trác Phàm tất nhiên hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Hắn như thế này còn cứu thế nào được nữa, chắc chắn là muốn chết rồi. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng nhớ kỹ thà gây diêm la dương chớ chọc trác đại quản gia ta lời vừa nói ra u vũ sơn dỗ dàng động động con người tỏ ra hiểu rõ mà trước trấn quốc thạch mọi người rung lên trong lòng trác phàm nói cái lời này ngoài mặt là nói với u vũ sơn còn không bằng nói với tất cả gia tộc trước trấn quốc thạch hàm nghĩa bên trong thì đã quá đơn giản rõ ràng thấy chưa thức thời thì đừng nói đi theo đế dương môn đối đầu với lão tử ngự hạ thất gia thì sao các ngươi muốn chết thảm cỡ nào lão tử toại nguyện cỡ đó tất cả mọi người đều rất rõ cái chết của lâm toàn phong trước đó chỉ khiến cho bọn họ sợ hãi tôn kính trong lòng đối với ngự hạ thất gia chỉ giảm mạnh mà nay đã bắt đầu tính toán tương lai ngày sau những gia tộc bản thân phụ thuộc đế dương môn lúc này càng phải nghĩ cho kỹ hành động sau này. Nếu có việc có một chút quan hệ với Lạc Gia, đánh chết đừng có ngu mà tham dự. Phương Thu Bạch thấy thế, liền an lòng. Tiểu tử này đúng là đáng sợ, giết gà dọa khỉ, để cho những thế gia thiên vũ không dám làm bạn với đám đế dương môn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên sắc mặt âm trầm càng sâu, bởi vì hắn đã ý thức được trác phàm làm tan rã toàn bộ quy vọng mà đế dương môn tích lũy ngàn năm qua nếu người trong thiên hạ đều rời xa đế dương môn hắn, đế dương môn còn xưng bá thiên vũ như thế nào? Nhất thời, tất cả cao tầng của đế dương môn đều nhìn chầm chầm trác phàm trong lòng phát hận, nghiến rằng nghiến lợi lại không có cách nào. Trác phàm chậm rãi dùng tay lên, những quyết tâm liên cấp tóc lao đến những cái bộ phận còn lại trên thân của U Vũ Sơn. Máu, đầu, não đều đã bị ăn sạch sẽ, tốc độ quả thực phải gọi là trong nháy mắt. Có thể thấy được, lúc trước Trác Phàm nói cái gì mà quyết tâm ăn chậm lắm, hoàn toàn là gạt người, hắn chỉ muốn tra tấn U Vũ Sơn thôi. Dù vậy, nhìn thân thể của mình hoàn toàn bị nuốt, rốt cuộc không cần phải chịu thống khổ như địa ngục này. Sao ánh mắt của U Vũ Sơn đúng là có sự thỏa mãn. Nghiêm phục thở sâu, dỗ dàng đến trước mặt của Trác Phàm đưa lên cái hộp gỗ. Trác quản gia xin mời không cần trác phàm phất phất tay quán hận nói tiểu tử này làm lãng phí thời gian đã nhiều rồi tên thủ phạm sắp tới đã chạy trốn được rồi nói rồi trác phàm dùng tay lên một đạo quả quang ngút trời nổ tung một tia lửa số một hoàng phủ thanh thiên ngươi trốn kỹ vào cho lão tử chương ba trăm ba mươi hai phệ long quả quang chói loại gian vọng toàn bộ không trung của thú dương sơn Hoàng phủ thanh thiên dừng bước quay đầu nhìn lên mây mi đầu chăm chú nhăn lại ác ma này đến lượt bổn công tử rồi sao có điều Hoàng phủ thanh thiên hung hăng nắm lấy hai khối tinh thạch đỏ thẫm như máu đã muộn rồi xa xa nhìn cái đường đi phía trước Hoàng phủ thanh thiên thở sâu tiếp tục phi nước đại vẻ hưng phấn dững dàng trên mặt giờ khắc này hắn đã có đủ chìa khóa mà quả hình trận môn cách hắn không xa lấy tốc độ của hắn chưa tới một canh giờ có thể tới nơi nhìn vị trí của trác phàm vừa bắn tín hiệu ra cách hắn rất xa hắn đoán chừng bây giờ trác phàm trọng thương rồi dạng dạng không có đuổi kịp hắn trò chơi đào vong này thắng lợi sau cùng vẫn là hắn là thiên mệnh sở quy u vũ sơn ngươi làm rất tốt có thể kéo chân cái tên ác ma này lâu như vậy sau khi mà bốn công tử chạy thoát nhất định chăm sóc vợ con của ngươi cho tốt Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh liên tục. Có điều đây cũng là thiên ý. Ngươi có thể hy sinh vì công tử, cũng coi như chết đúng chỗ. bổn công tử quả nhiên, chánh thức dư giả, ngay cả ông trời đều đã giúp ta. Tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều như Thượng Thiên an bài tốt. Trác phàm lẽ ra có thể tùy tiện giết hắn, tuy không biết cái mạch nào đã chập lại, tạo ra cái trò chơi này. Mà lại trác phàm giết xong hai người, bắt đầu mới tìm hắn còn để trống nhiều thời gian như vậy sắp để cho hắn chạy khỏi chỗ này đây rõ ràng là thượng thiên che chở rồi để cho hắn sống sót chính là dấu hiệu nhất thống thiên hạ nghĩ tới đây ngạo sắc trong mắt của hoàng phủ thanh thiên càng sâu cười dữ tợn Các phàm lần này bổn công tử để cho ngươi thắng một lần bổn công tử là chân chính dương giả ngươi sớm muộn cũng phải chết trong tay của ta hơn nửa canh giờ sau một đạo hắc ảnh lóe qua hoàng phủ thành thiên chạy tới đại môn đỏ thẫm mà bốn phía không có một chút động tĩnh nào hai mắt không khỏi sáng lên hoàng phủ thành thiên đại hỷ quả nhiên tiểu tử kia không có đủ kịp hắn lần này hắn thắng rồi mà trước trấn quốc thạch mọi người nhìn thấy hoàng phủ thành thiên đến quả hình trận môn không khỏi giật mình chẳng lẽ trác phàm chưa có đủ kịp hắn tiểu tử này sẽ thắng sao Nhất thời mọi người cảm thấy đáng tiếc, Trác Phàm ngay từ đầu giết bốn người, liền đã đại hoạch toàn thắng, tự nhiên muốn đi tra tấn, cuối cùng để cho kẻ cầm đầu chạy thoát. Đây không phải là hoàng phủ thanh thiên khiến cho người ta ghét hận cỡ nào, mà mọi người tiếc cho Trác Phàm nước sôi dịch bay, mặc cho ai nấy đều có cảm giác khó chịu. Được rồi, chỉ cần cắm hai khối tinh thạch này vào là được thôi một cổ ba động vô hình phát ra một đạo quan trụ đỏ thẫm phóng lên tận trời Hoàng phủ thanh thiên cười to đắc chí trát phàm bốn công tử đã thắng rồi các trưởng lão của đế dương môn trở nên kích động hai con mắt đỏ bừng hưng phấn nếu như đây là song truyền tống trận bọn họ thật hận không có thể lập tức xông vào lôi hoàng phủ thanh thiên về đại công tử ngài cũng đừng có đắc chí tranh thủ trở về đi nhưng dương giả là dương giả cho dù chặt giật trốn về cũng phải là chú ý dung mạo dáng vẻ phải để ý phù trường phong độ quan phủ thanh thiên không quá nóng vội dù sao sinh môn ngay đã trước mặt hắn chỉ cần dậm chân một cái có thể đi vào kết quả là cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều cạn lời vỗ tráng thậm chí những trưởng lão của đế dương môn đều hận đến nghiến răng nghiến lợi xuất hiện Hoàng phủ thành thiên Vậy mà bắt đầu sửa sang lại tóc tai bẩn thiểu Quần áo lộn xộn Còn có khuôn mặt Vì mấy ngày liên tiếp chạy trốn Mỏi mệt không có chịu nổi Cũng phải chỉnh túc một phen Nhất định phải để cho mình vẫn ung dung qua quý Khải hoàng trở về Thấy tình cảnh này Các vị trưởng lão của đế dương môn run rẩy Thật hận không có thể xông đến Đánh cho hắn một trận Đại công tử Ngài bình thường coi trọng phái đoàn khí thế Thì cũng thôi đi Thế nhưng đang lúc nguy hiểm như thế này Tánh mạng của ngài còn khó giữ được Còn coi trọng mấy cái thứ hư dinh Có phải là ngáo quá hay không vậy Bây giờ nếu ngài chết Nhất định chính là tự làm tự chịu Tất cả trưởng lão của đế dương môn Bất đắc dĩ một trận Thầm than trong lòng Thế nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không có ra Một câu bực tức trong lòng của bọn họ Lại thật sự trở thành lời nguyền rủa Của vị đại công tử Hoàng Phủ Thanh Thiên thở dài một hơi, cuối cùng khôi phục lại cái dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, bể nghệ thiên hạ thường ngày. Sau đó, dền giáo tự đắc, đi đến quả hình trận môn, giống như hắn mới là người thắng lợi của lần bách gia tranh minh này. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung giữa trời. Ngưng! Một tiếng hét lớn truyền đến, một chân của Hoàng Phủ Thanh Thiên lập tức dặn dẹo bộc phát ra một trận sương máu. Hắn còn chưa có kịp tiến vào hồng quang, đã đào đớn ngã quỳ xuống. Hoàng Phủ Thanh Thiên quản hốt trong lòng, không có quay đầu cũng đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Trác Phàm đồng thời thấy hắn kinh hãi, hắn dạng dạng không có nghĩ đến, lấy thân thể bị trọng thương của Trác Phàm sao mà lại nhanh vậy đã đuổi kịp rồi. Vậy mình mới vừa một phen sửa sang, vốn là biểu hiện khí độ dương giả, kinh biến bất hải nhưng cứ như vậy Chẳng phải là hắn biến thành cái thằng hề sao Vừa nghĩ đến đây Hoàng phủ thanh thiên cắn mồi Trước khi thân còn chưa có triệt để ngã xuống Cái chân còn lại hung hăng bước ra Đùng một tiếng Phóng thẳng tới hồng quang Hắn phải sống Không chỉ là vì tánh mạng Còn có tôn nghiêm dương giả Hắn tuyệt không có thể chết đi Trong lời chế diệu của thế nhân Hắn phải là kẻ thắng Thiên thu dạng đại Người người cúng bái thế nhưng hưu một tiếng một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống đùng một tiếng nện trên sống lưng của hắn đánh bay hắn cách hồng quang ba mét miệng của hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi mà một ngón tay của hắn chỉ kém một ly có thể đụng tới cột sáng kia nhưng chính là một ly đó đã ngăn cản hắn bước tới sinh môn đại công tử tất cả trưởng lão của đế dương môn cùng sợ hãi kêu lên sinh môn đối với hoàng phủ thanh thiên gần trong gan tất đúng là nhất không có nổi một bước mặt mũi đầy vẻ không cam lòng trác phàm ngồi trên thân của hoàng phủ thanh thiên nhếch miệng cười lạnh lẽo sau mấy hơi thở hồng học mới cười nhạo nói hoàng phủ thanh thiên cuối cùng đã bắt được ngươi suýt nữa để cho ngươi chạy thoát rồi trác phàm khoảng cách xa như thế ngươi làm sao có thể hoàng phủ thanh thiên quay đầu lại quát lên thế nhưng mới nói được của nửa câu thì hắn đã minh bạch hết thảy sau lưng của trác phàm một tử sắc cự điểu chậm rãi hạ xuống nghiêm phục nhảy xuống từ trên lưng của nó đến bên cạnh trác phàm trác phàm cười lạnh thản nhiên nói cũng khôn đấy cái thằng ngu lão tử tuy không có lô dân dực nhưng mà còn có một bé lô dân tước đó hoàng vũ thanh thiên bất đắc dĩ ai tháng một tiếng hắn làm sao quên mất cái việc này còn lãng phí nhiều thời gian nữa. Nhưng bây giờ, hối hận kiểu gì cũng đã muộn rồi, hắn làm bộ làm tịch trước mặt của tất cả mọi người, cuối cùng nhận lấy kết cục bi ai. Đáng thương hơn là bị cả thiên vũ chế diễu không ngừng. Chính hắn đã biến mình thành đệ nhất chú hề thiên vũ, kẻ quỷ diệt hài kịch, thiên mệnh sở hề, chấn thiên đế dương hề. Nghĩ tới đây, quan phủ thanh thiên buồn bã liên tục, lắc đầu nói, Trác phàm bổn công tử đã rơi xuống tay của người người giết ta đi bổn công tử chính là thiên mệnh sở quy dương giả cho dù có chết ta cũng mong được chết có thể diện trác phàm cười lạnh thành tiếng muốn chết có thể diện sao được lão tử nhất định cho ngươi chết đủ thể diện nhất vừa dứt lời trác phàm đột nhiên cúi người xuống cắn vào một bên lỗ tai của hắn sau đó mạnh mẽ xé toạc ra một tiếng tru thê lương phát ra Hoàng Phủ Thanh Thiên kinh khủng hải hùng dội la lên. Trác Phàm ngươi muốn làm cái gì? Làm gì sao? Ngươi không phải là muốn chết cho đủ thể diện sao? Vậy thì lão tử thành toàn cho ngươi. Ngươi có thể chết trong bụng của lão tử, có thể diện hơn chết trong thâm sơn rất nhiều. Trác Phàm cười khát máu. Còn mọi người nghe thấy cái lời ấy lại quá sợ hãi. Chẳng lẽ trùng thiên ma long trác phàm muốn ăn thịt chấn thiên đế dương long hoàng phủ thanh thiên? Vừa nghĩ đến đây, mọi người không ngăn được phát lạnh. Đây xem như là một thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối với địch nhân, ăn sống người sao. Chương 333 Quân Dương đổ chỗ Hoàng Phủ Thanh Thiên nghe vậy biến sắc, quay đầu nhìn qua, lại thấy Trác Phàm cắn rơi cái lỗ tai của hắn nhổ trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, Trác Phàm phán tử hình cho hắn lại là ăn sống nuốt tươi. Cái này con mẹ nó đừng nói là tôn nghiêm quả thật tư cách làm người đều chẳng còn đối với một kẻ nặng tư chất dương giả như hoàng phủ thanh thiên có thể nói kiểu chết kinh khủng nhất thậm chí so với lâm toàn phong u vũ sơn hắn chết khủng bố hơn nhiều trác phàm cái tên ác ma này ngươi dám ăn ta sao hoàng phủ thanh thiên kinh sợ hãi hùng quát lên trác phàm điên cuồng dữ tận. đúng người nói không sai Lão tử còn suy nghĩ tra tấn người thế nào mới có thể khiến cho người thống khổ nhất. Thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định phải dùng phương pháp này để mà kết liễu người. Đây không phải là hình phạt thống khổ nhất. U vũ sơn chết còn thống khổ gấp người trăm lần. Đây là hình phạt quốc phục nhất. Lâm Toàn Phong chết biệt quốc hơn người nhiều. Thế nhưng lão tử là phải giết người bằng cách này. Người biết tại sao không? bởi vì lão tử chỉ có thể ăn sống người, uống máu của người mới có thể tiêu trừ được một chút thống hận. Vừa dứt lời, trác phàm một lần nữa cắn xuống, cả đoạn thịt sau cổ của Hoàng Phủ Thanh Thiên đã bị bè bét máu. Hoàng Phủ Thanh Thiên đau đến ngửa mặt lên trời thét lên, lệ quang trong mắt tràn lan, da mặt không có ngăn được, co trúng lên. Một bên, nghiêm phục kinh hải, lui về phía sau hai bước. Trước trấn quốc thạch, mọi người không có đành lòng nhìn thẳng, cổ họng giống như có thứ gì chặn lấy, muốn nôn ra. Trác Phàm nói không sai, ăn sống uống máu hắn không phải là thống khổ nhất, cũng chẳng phải là quốc nhục nhất. Trong mắt của mọi người đều lộ ra một vẻ sợ hãi phát tự đáy lòng. Nếu nói Trác Phàm lúc trước tàn nhẫn như ác ma, bây giờ hắn trong lòng của mọi người đã là chân chính ác ma. Chỉ có chư nữ sở khuynh thành không có thấy sợ hãi, chỉ là sự khổ sở bởi vì Trác Phàm lúc này biểu hiện cừu hận đến cỡ nào, càng là biểu thị nội tâm của hắn thống khổ đến cỡ nào, đau lòng đến mức hắn có thể dùng loại hành động như giả thú mới có thể thoáng làm dịu vết thương trong lòng. Trác Phàm tàn nhẫn cười, hai con mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên đỏ lồm lên, cả người nổi gân xanh, khuôn mặt anh Tuấn lúc này cấp tóc bắt đầu dặn dẹo, trên đầu đầy mồ hôi. Trác Phàm bốn công tử là dương giả, thiên mệnh sở quy, ngươi dám ăn ta, nhất định sẽ bị trời phạt. Hoàng phủ thành thiên, đào quá quát lên. Trác phàm bình chân như vậy lắc đầu. Trời phạt hả? Lão tử một mực nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ còn sợ trời phạt? Đừng nói là ngươi, thiên mệnh sở quy, tự nhận mà thôi. Coi như ngươi, thật là được thượng thiên che chở, thì sao? Dám đối đầu với lão tử, coi như là cửu thiên thương khung, lão tử cũng phải chọc cho thủng. Nói rồi, trác phàm một lần nữa, cúi xuống, cắn một miếng. Đột nhiên, phản phất, hưởng ứng lời của Hoàng Phủ Thanh Thiên, một tiếng long ngâm gian vọng đất trời gian lên. Hoàng Phủ Thanh Thiên đã bị quyết sắc phủ kính thân thể, đột nhiên phóng ra đầy kim quang. Trác phàm bất giác giật mình, Hắn đã sử dụng quyết tâm phong bế tu di của Hoàng Phủ Thanh Thiên, làm sao có thể phóng xuất ra năng lượng mạnh như thế. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền đã hiểu là kim sắc long hồn thoát ra, xoay quanh trên chín tầng trời, rồi bỗng nhiên lao xuống trác phàm. Long hồn hộ chủ. Trác phàm khó xử nhíu mày trong lòng thầm than. Hắn làm sao cũng đâu quên mất. Hoàng phủ thanh thiên, thân của địa mạch long hồn, thời khắc mấu chốt, long hồn nhất định sẽ xuất hiện bảo hộ cho hắn. Mà mọi người lãnh vô thường, hoàng phủ thanh thiên thấy thế, điều đầy hy vọng mở to con mắt hưng phấn bây giờ trác phàm đã trọng thương địa mạch long hồn trực kích nguyên thần hắn chắc chắn không có ngăn được một đạo long ảnh xuyên qua thân thể của trác phàm khiến cho đầu hắn đào xót phóc một tiếng phun ra một dòng máu đỏ tươi nguyên thần lập tức đã bị thương nặng trác phàm tự gây nghiệt không có thể sống nếu người cho bổn công tử chết thống khoái còn tốt thế nhưng tên phàm phu tục tử ngươi vậy mà vọng tưởng ăn thịt bổn công tử đệ nhất dương giả đúng là tự mình tìm đường chết Hoàng phủ thanh thiên nhếch miệng cười to tuy đã bị trác phàm cắn xé đến vết thương chồng chất nhưng mà vẫn vẻ mặt còn tốt chán bổn công tử quả nhiên thiên mệnh sở quy có thượng thiên che chở bọn người của phương thu bạch liếc nhìn nhau không khỏi khẩn trương bọn họ không có nghĩ tới thời khắc máu chốt Địa mạch Long Hồn này thật sự xuất hiện hộ chủ, chẳng lẽ là hoàng phủ Thanh Thiên, thật có thiên tử chi tướng, làm cho Long Hồn khăng khăng một mực bảo vệ hắn. Chỉ của Trác Phàm khinh thường nhìn Long Hồn, bên trong tai mắt một đạo lãnh mang nhất thời lóe qua. Chỉ là nghiệt xúc tinh linh địa mạch cũng dám đối đầu với bản hoàng, quá thật là muốn chết. Vừa dứt lời, trán của Trác Phàm lóe ra một ngọn lửa màu xanh. Ngay sau đó, Thanh diêm càng lúc càng lớn, quá thành một cái thanh sắt quả điểu, dương cánh bay lượn trên mây, hung tận đánh tới kim sắc long hồn. Mà long hồn thấy thanh diêm quả điểu liền đã kinh hãi, thân thể không có lý do rung rung, liền muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng hết thảy đã muộn rồi, thanh điểu trong chớp mắt liền đuổi kịp nó, hai cái móng vuốt sáng rực không chút khó khăn bắt lấy thân rồng, giống như bắt một con dung bắt nó trở lại nó lại không có nửa phần phản kháng. Chỉ có thể kêu gào một tiếng, Cò rúm lại, đã bị thanh điểu mang về cho trác phàm. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Hoàng phủ thanh thiên càng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch thật lâu không có thốt nên được câu nào. Đây là chuyện gì? Đây chính là địa mạch long hồn, dương giả đại địa. Làm sao mà trác phàm thả ra một con thanh điểu dễ dàng hàng phục như vậy? Tiểu tử này quả nhiên cũng có kỳ vật mà lại còn lợi hại hơn địa mạch long hồn nhiều sao phương thu bạch liên tục tán thưởng ánh mắt nhìn trác phàm càng hiện lên một sự kinh dị địa mạch này long hồn đã là kỳ vật thế gian khó được biểu tượng của đế dương nhưng mà dạng dạng không nghĩ đến trên thân thể của trác phàm thế mà còn tồn tại lợi hại hơn thật sự không có thể tưởng tượng tiểu tử này đến cùng có lai lịch gì rõ ràng đến từ một tam lưu thế gia nhưng mà toàn thân đều là bảo bối khiến cho người ta nhìn không thấu gia cát trường phong cũng vuốt râu nhìn trác phàm trong mắt rạng rỡ tinh quang chỉ của đế dương môn sắc mặt càng thêm âm trầm trác phàm biểu hiện càng thêm cường thế quy hiếp đối với bọn họ càng lớn ngay lúc này đây ngay cả địa mạch long hồn thứ biểu tượng dương giả đều đã bị hắn tùy tiện hàng phục vậy nói rõ cái gì đó chỉ có thể nói hắn là tồn tại được thiên địa tán thành hắn là người đứng trên cả dương giả vừa nghĩ đến đây trong lòng của người đế dương môn càng thêm phẫn quốc Trác phàm lúc này không chỉ là một tên tiểu quỷ tiềm lực to lớn có quy hiếp đối với bọn họ mà chân chính là quái thai không sợ thiên quy có thể nghịch thiên cải mệnh xem ra cần phải đi thỉnh giáo đại tế ti tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì ngay cả địch mạch long hồn đều phải cúi đầu xưng thần hoàng phủ thiên nguyên thở dài lãnh vô thường gật đầu vẻ suy nghĩ sâu xa bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính kể cả lãnh vô thường hắn là thần toán vô địch cũng chỉ có thể tính toán nhân tâm không thể tính thiên ý mà không có thể tính thiên ý đối với người thật sự là thiên mệnh sở quy vô luận hắn thiết kế hãm hại thế nào người đó vẫn sẽ có thượng thiên che chở luôn có thể biến nguy thành an cho nên đối với những người thiên cơ tương quan như thế này hắn đặc biệt không có muốn xuất thủ mà hoàng phủ thanh thiên có thể bị long hồn nhận chủ rất hiển nhiên cũng là người thiên địa tương quan cho nên mọi người của đế dương môn thậm chí chính hắn đều gọi mình là thiên mệnh sở quy đây chẳng phải là thái độ tự ngạo ý dâm mà chính là đúng như vậy riêng là cái điểm này lúc trước cũng đã được tứ trụ thứ ba, người có thể phá thiên cơ, thiên vũ đại tế ti mập mờ tán thành. Thế nhưng giờ khắc này, thiên mệnh chi thân, hoàng phủ thanh thiên đã bị trác phạm ăn sống, hộ thân long hồn đều đã bị hàng phục. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng thân có thiên mệnh chi nhân hay là kẻ có tương quan thiên địa? Nhất thời, ánh mắt của lãnh vô thường nhìn trác phạm lộ ra một chút vẻ mê mang trong lòng chánh thức sinh ra vẻ kiên dè Hoàng phủ thanh thiên khó tin quát lên trác phàm ngươi đến cùng là thần thánh phương nào ngươi còn tự xưng là bản hoàng ngươi chuyện này không có liên quan đến ngươi trác phàm kinh miệt nói ngươi chỉ cần biết đắc tội với lão tử là sai lầm lớn nhất của đời ngươi nói rồi trác phàm cúi người xuống dứt khoát cắn đứt yết hầu quán máu tươi dân trào cuồn cuộn không ngừng trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên co rụt lại, cảm giác sinh mệnh lực của mình cấp tóc, xói mòn. Mà cái đạo kim sắc trong cơ thể không ngừng tiêu tán, chảy tới trên thân của Trác Phạm. Cùng lúc đó, Thanh Điểu nắm lấy long hồn trở về. Đúng lúc gặp phải kim sắc, khí thể lưu chuyển trên thân của Trác Phạm liền buông móng vuốt. Long hồn một lần nữa khôi phục tự do, gầm lên. Nhưng mà lần này nó không có tiếp tục công kích Trác Phạm xoay quanh Trác Phàm hai dòng sau đó bỗng nhiên chui vào thân thể của Trác Phàm. Trác Phàm như thể theo bản năng, ngửa mặt lên trời gào rú, toàn thân phóng ra hào quang ống ảnh Thành Điểu vui mừng gật đầu, rồi một lần nữa chui vào thể nội của Trác Phàm. Mà bọn người của Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy thế đều hoảng hốt hô lên. Quân dương đổi chỗ, long hồn nhận chủ, thiên địa kinh biến. Chương 334 thiên địa dị tượng kinh thiên hạ. Toàn thân của Trác Phàm ánh sáng màu vàng đại thịnh, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn ngàn dặm, hoàng phủ thanh thiên vô lực ngã trong dũng máu, nhìn kim quang đầy rẫy, lộ ra cái vẻ không cam lòng trong lòng hò hét. Đó là tư chất của Dương giả ta, Trác Phàm, ngươi trả về cho ta, trả về đi. Thế nhưng cổ họng của hắn đã bị Trác Phàm cắn đứt, căn bản không có phát ra được lời nào. Chỉ có thể ai quán, nhìn kinh địch bình sinh, đoạt mất long hồn của mình, Thù lòng khí của mình, trở thành một đời thiên mệnh dường giả mới. Sao có thể, thiên mệnh sao lại đổi chỗ, ta mới là thiên vũ chi chủ tương lai, long hồn sở quy, không phải là ngươi, không phải là ngươi. Trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên, đầy vẻ mờ mịt ánh mắt ngày càng tan rã, cuối cùng nghiêng đầu một cái, triệt để mất đi sinh mệnh chỉ còn có đôi mắt không cam lòng thật lâu không đóng lại được hiển nhiên chết không có nhắm mắt mà mọi người trước trấn quốc thạch hoàn toàn không có để ý đến hoàng phủ thanh thiên giờ phút này ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn trác phàm trong lòng kinh hãi không thôi chẳng lẽ long hồn cùng với long mạch có thể đổi chỗ đổi chủ sao nói như vậy chính thức dương giả thiên mệnh sở quy không phải là biến thành trác phàm sao đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang trên trời mây không có dấu hiệu nào tối đen xuống sấm sét chấn động khắp nơi kịch liệt rung rung làm cho tất cả mọi người lung lay thân thể thú dương sơn tất cả linh thú co rúm lại trốn vào sào quyệt không có dám ló đầu ra cho dù là linh thú cấp 6 ngày bình thường đáng sợ nhất giờ khắc này dưới thiên địa chi quy cũng chỉ có thể co đầu lại không dám ra ngoài chỉ có trác phàm ngửa mặt lên trời rỗng lớn kim quang bốn phía càng thêm sáng chói lên thừa tướng đại nhân đây là có chuyện gì âm dương sông lão kinh hải nói gia cát trường phong thở sâu sắc mặt ngưng trọng nói lão phu từng đàm luận với đại tế ti theo hắn nói phàm là thiên địa dị động tất có chuyện lớn kinh thiên động địa phát sinh xem ra thiên vũ thật là phải đại biến rồi Lời vừa nói ra mọi người kinh hãi Nhìn Trác Phàm không ngừng gào thét Trong lòng bất giác đều lo sợ lên Chẳng lẽ thiên vũ đại biến Sẽ có quan hệ với người này Một bên khác Tổng bộ của đế dương môn Bên trong tòa Long Thành Thiên địa đột nhiên chấn động Trọn cái thành trì lắc lư không ngừng Đại cung phụng hoàng phủ phong lôi Đang lúc bế quan tu luyện Đột nhiên mở mắt Dùng tay đẩy cửa đá lớn Lao giúp ra ngoài quát to người đâu đã xảy ra chuyện gì Cởi bẩm đại cung phụng việc lớn không tốt long mạch đột nhiên đã bạo động một thiên quyền cảnh dội dàng đến trước mặt của hắn quỳ một chân trên đất nói hoàng phủ phong lôi kinh hải sao có thể ngàn năm qua chưa bao giờ có bạo động bây giờ chính đạo long hồn đã có một đạo thoát phong ấn làm sao có thể bạo động chúng ta không biết chỉ là tám đạo long hồn đang ra sức đập vào phong ấn tàn phá bừa bãi. Chỉ là dư âm đánh chết rất nhiều đoán cốt cảnh, thiên quyền cảnh. Chúng ta sắp không có chịu được rồi, mong đại cung phụng hạ lệnh. Hoàng phủ phòng lôi trao mài, sau đó cắn ra một cái rỗng lớn. Truyền lệnh xuống, tất cả cung phụng của đế dương môn đến phòng ấn trấn áp long hồn. Những lão gia quả đang lúc bế quan kia cũng không ngoại lệ. Long hồn một khi mà phá ấn chạy ra, đầu tiên gặp nạn chính là hoàng phủ gia tộc của chúng ta dân người kia ôm quyền dỗ dàng xuống truyền lệnh hoàng phủ phong lôi bay lên không trung về nơi phong ấn cùng lúc đó trong ngõ hẻm tối tăm của tỏa long thành có một đội người áo đen nghiêm lão bây giờ để dương môn canh phòng nghiêm ngặt chúng ta chu vào kiểu gì đây một giọng nữ đáng yêu vang lên ngẩng đầu lên chính là đội trưởng ám ảnh đội lạc gia lôi vũ đình mà đối diện với nàng chính là độc thủ dược dương nghiêm tùng. Nhìn cửa lớn, canh phòng nghiêm ngặt, không kém đế đô hoàn thành. Nghiêm tùng bất đắc dĩ lắc đầu. Chà, dù chúng ta có ẩn khí tức đan, có thể tránh thoát những cái thị vệ kia, thế nhưng bên trong còn có vài chục tên thần chiếu cảnh cung phụng đó. Dù khó cũng phải làm, Trác Phạm đã nói rồi, ngày sau trong chiến tranh bảy nhà, công tác tình báo của chúng ta cực kỳ trọng yếu. Đế Dương Môn còn có lãnh vô thường, có thể sớm biết được bố trí của hắn càng là điểm máu chốt. Lôi Vũ Đình bình tĩnh nói, nghiêm tùng, tai dịnh trồn râu, cẩn thận suy tư kế sách để mà giải quyết. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, từ trên trời, một tầng mây đen nghịch đè xuống tỏa Long Thành, sấm sét gian dội, cả dùng đang không ngừng rung động. Bọn người của nghiêm tùng giật mình, vẫn không có rõ xảy ra chuyện gì, chợt thấy từ trong phủ của đế dương môn từng đội nhân mã gấp gáp xuất binh về một hướng. Người xuất phát phần lớn là thần chiếu, kém nhất là thiên quyền cảnh. Thấy vậy, nghiêm tùng hơi ngơ ngác ngay sau đó đại hỷ lên tiếng. Thật sự là trời đã giúp ta rồi, đế dương môn nhất định xảy ra đại sự rồi, tất cả cao thủ đi hết. Lúc này chính là thời điểm để dương môn yên ắng nhất. lầu nhà đầu, chúng ta lên đi. Lôi vũ đình vui vẻ đáp phất phất tài mang theo một đám người ao đen bí mật chui vào trong phủ của đế dương môn mà trên lưng của bọn họ đều cõng từng cái túi cao một thước bên trong còn không ngừng ngọ ngoại cùng một thời gian trong hoàn thành đế đô hoàng đế đang phê duyệt tấu chương xem tình báo từ các nơi của thiên vũ truyền về trong cái tiếng nổ âm âm trên chín tầng trời mây đen bỗng nhiên đen nghịch áp xuống sấm sét mãnh liệt có chuyện gì vậy thiên vũ ngàn năm qua mưa thuận gió hòa sao mà lại đột nhiên xuất hiện rung mạnh như thế hoàng đế chợt sắc mặt hoảng hốt đây là điềm xấu nhất định có chuyện lớn phát sinh người đâu nhanh đi mời đại tế ti báo hắn vừa dứt lời có một tên thị vệ khom người đi đến cúi người quỳ xuống cung kính dâng lên một tờ giấy mỏng khởi bẩm bệ hạ mới vừa rồi người của tế tự phủ dâng lên một tờ sớ còn nói lo lắng trong lòng của bệ hạ đều nằm trong đây. Nếu còn có không rõ, chỉ có thể điểm đến là dừng, thiên cơ không thể tiết lộ. Hoàng đế hơi rung rung dỗ dàng nói, trình lên nhanh, lão nhân này quả nhiên là thần nhân hạ phàm, có thể là đoạn thiên cơ, thế mà sớm đã ngờ tới thiên địa dị tượng này. Dân, thị vệ đứng dậy, khom người đưa lên cái tờ thư, hoàng đế dỗ dàng cầm lấy mở ra xem, nhíu mày. Địa lòng kết thúc thiên hạ kinh thiên long dẹp yên thế gian khó thiên địa sông long hợp nhất giang hà hồ hải cát sưng dương đây là cái ý gì lão già làm trò bí hiểm không có nói rõ sao hoàng đế lắc đầu ngửa mặt nhìn trời yên tĩnh suy nghĩ giang hà hồ hải cát sưng dương chẳng lẽ thiên vũ ta ngày sau sẽ phân ngũ liệt khói lửa nổi lên bốn phía sao trong mắt của hoàng đế bỗng nhiên lóe qua một đạo tinh quang không trẫm tuyệt không có để cho loại chuyện này phát sinh thiên vũ của vũ văn gia gia tuyệt không có thể bị quân hùng chia cắt cái gì mà là giang hà hồ hải cát sơn dương thiên vũ vĩnh viễn là một thuộc về vũ văn gia gia ta hoàng đế nhìn về phía không trung trong mắt lóe lên sát ý trần trụi kể cả trời cũng không có thể ngăn cản trẫm thú dương sơn trác phàm ngửa mặt lên trời tru chín ngày chín đêm mới dừng lại theo đó sấm xét đại địa cũng mới đình chỉ thấy vậy trong lòng của mọi người lẫm liệt minh bạch thiên địa dị biến này quả nhiên liên quan chặt chẽ đến trác phàm chẳng lẽ đây là thiên địa trao tặng dương quyền sao nhất thời mọi người nhìn về phía trác phàm ảnh mắt trở nên rất là đặc sắc nhất là phương thu bạch hắn vốn là người ủng hộ trác phàm nhưng bây giờ trác phàm đã có long hồn tựa thân thiên mệnh chi tư hắn đã trở thành uy hiếp lớn nhất cho hoàng thất thiên vũ điều này làm cho hắn lâm vào tình thế khó xử cũng có khúc mắt độc cô chiến thiên hắn với lạc gia xem như là quan hệ thân thích hắn tuyệt đối không có thể xúc thủ với lạc gia thế nhưng trác phàm trở thành uy hiếp cho hoàng thất hắn là đại nguyên soái trung thành tuyệt đối lại không thể mặc kệ liếc nhìn nhau hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài không thôi lãnh vô thường tất nhiên nhìn ra cái điều này liền quay đầu nhìn về phía hoàng phủ thiên nguyên mật ngữ nói môn chủ đợi chút nữa mà tiểu tử kia vừa về ngươi có thể cùng gia chủ ba nhà đánh giết hắn miễn trừ quả lớn đi làm sao có thể phương thu bạch cùng gia đọc cô chiến thiên đều là thần chiếu cảnh động thủ dưới mắt của bọn họ không phải là muốn chết sao Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình nói. Lãnh vô thường chậm rãi lắc lắc đầu. Môn chủ yên tâm đi. Lúc trước bọn họ cực lực bảo vệ Trác Phàm cùng với Lạc Gia là do chúng ta mới là uy hiếp bọn họ. Nhưng trước khác bây giờ khác. Người muốn tiểu tử kia chết không chỉ có một nhà chúng ta. Ngài bởi vì thống khổ mất con ra tay giết tiểu tử kia. Đối với tất cả mọi người đây là một chuyện tốt nhất. Không phải sao? Hoàng phủ Thiên Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ rõ ràng, liền vui mừng gật đầu, âm cười ra tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.